Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó với dân tộc trong mọi cuộc thăng trầm của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Phật giáo có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc hộ quốc, an dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc mà tên tuổi, sự nghiệp gắn liền với đạo Phật. Đặc biệt, trong những năm qua, với phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo Pháp và dân tộc, hết lòng phấn đấu vì cuộc sống quốc an dân, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, khẳng định tinh thần hội nhập của Phật giáo, của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm sống tốt đời, đẹp đạo sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác, thúc đẩy đoàn kết, phát huy các giá trị cao đẹp, nỗ lực làm việc tốt, điều thiện, chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.